Kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong Agi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về chủ đề xử lý cây hoa sầu riêng cho năm 2024. Chúng ta đã có hai video để nói về chặn đọt và tạo mầm. Như vậy thì những cái tình huống sau khi chúng ta đã chặn đọt tạo mầm rồi thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Trong cái việc là bà con mình tạo khô hạn, chúng ta xử lý hóa chất bắt lo, áp dụng phủ bạt và những cái tình huống mà khi gặp mưa và hiện tượng le đọt có diễn ra. Thì đây sẽ là những cái cơ sở lý thuyết khá là quan trọng, đặc biệt là với những bà con nào mà chúng ta chưa có kinh nghiệm xử lý cây hoa lần nào. Cũng như thì trong cái chuyển biến thời tiết hiện nay thì bà con biết là cái tình hình mưa bão khá là nhiều, đặc biệt là cho cả điều kiện thượng vụ và nghịch vụ, thì hiện nay chúng ta luôn gặp những cái vấn đề rất là khó giải quyết. Kính thưa quý vị, thì tương tự thì nguyên lý và sản phẩm mà chúng tôi chia sẻ trong video này cũng sẽ áp dụng chung cho tất cả các vùng trồng sầu riêng từ miền Tây cho đến miền Đông và Tây Nguyên. Thì xin mời bà con chúng ta tham khảo video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái bước tạo khô hạn thì sẽ làm cái bước mà chúng ta sẽ áp dụng sau khi chúng ta đã chặn đọt tạo mầm thành công. Có nghĩa là chúng ta có thể trải qua là 3 bước tạo mầm hoặc là 4 bước tạo mầm. Thì bắt đầu khi mà cái bước tạo mầm cuối cùng thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo khô hạn và chúng ta tính ngày đó là ngày đầu tiên. Để chúng ta biết là chúng ta tạo khô hạn trong vòng bao lâu thì cái cây sầu riêng của chúng ta sẽ nhú mắt khô. Thì với miền Tây thì chúng ta sẽ áp dụng cái công tác gọi là xiết nước. Thì kính thưa quý vị, xiết nước đây là một công tác là chúng ta vừa ngừng tưới và chúng ta vừa kéo mực thủy cấp ở trên mương liếp xuống tới mức thấp nhất có thể, hoặc là chúng ta bơm khô kiệt trên cái mương của mình luôn. Còn với miền Đông và Tây Nguyên thì chúng ta không có cái bước này, bởi vì chúng ta không có áp dụng mương ha. Và chúng ta sẽ ngừng tưới trong vòng khoảng từ 3 cho đến 6 tuần tùy theo thời tiết và cái việc xử lý của chúng ta, thì cây trồng của mình có thể sẽ hình thành mắt cua và nhú mắt cua ra bên ngoài. Và đương nhiên thì với miền Tây hiện nay thì luôn xem xét cây bạc, đương nhiên là 100% là xử lý nghịch vụ là phải đậy rồi. Tuy nhiên thì trong điều kiện thượng vụ thì bà con cũng thấy là với năm 2023 thì chúng ta cũng đã buộc phải áp dụng đậy bạc rồi, thì chuyển biến thời tiết của năm 2024 thì đâu đó cũng có khả năng là việc này chúng ta cũng phải buộc sử dụng mà thôi. Rồi tiếp tục thì riêng với bà con ở miền Đông và Tây Nguyên thì chúng ta sẽ áp dụng theo phương pháp cũ, có nghĩa là sau bước chặn đọt tạo mầm thì chúng ta sẽ ngưng tưới trong vòng khoảng thường là khoảng 3 tuần thôi. Thì chúng ta đã thấy là sầu riêng của mình nhú mắt cua rồi. Thì công tác này nó tương đối đơn giản hơn so với miền Tây. Kính thưa quý vị và quý con, thì dựa vào những cái tài liệu khoa học thì chúng ta sẽ biết là cây sầu riêng của mình nó sẽ ra hoa tốt trong điều kiện nhiệt độ khoảng từ 20 cho đến 22 độ C, có nghĩa là nhiệt độ tương đối thấp và ẩm độ cũng thấp ở khoảng từ 50 cho đến 60. Thì đây sẽ là hai cái yếu tố cần thiết, cần thôi nhưng mà chưa đủ nha quý vị, cần thiết cho cái sự hình thành và cái sự phát triển của hoa. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng nếu như chúng ta không tác động gì cả, xem như cây sầu riêng nó tự sinh trưởng và phát triển, thì khi nào cho đến một cái nhiệt độ ở cái khu vực đó khoảng từ 20 cho đến 22 độ C và ẩm độ khoảng từ 50 đến 60, thì đây là những điều kiện mà cây sầu riêng nó có thể ra hoa. Như vậy thì còn một cái yếu tố quyết định nữa, đó là sự khô hạn. Và cái sự khô hạn này phải đủ trong cái điều kiện nhiệt độ và ẩm độ này, thì cây sầu riêng nó sẽ hình thành và nó phát triển bằng hoa chỉ trong vòng khoảng từ vài tuần mà thôi. Có nghĩa là đâu đó khoảng từ 2 tuần cho đến 3 tuần, thì trong cái yếu tố tự nhiên của cây trồng thì cây sầu riêng tự nhiên nó vẫn có thể hình thành bằng hoa. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nói tới tình huống chúng ta đã có tác động bằng hóa chất, có tác động bằng dinh dưỡng để làm sao tất cả những yếu tố này nó sẽ lọt vào đúng cái thời điểm mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta gọi là chúng ta xử lý ra hoa chủ động. Và chính vì cái nhiệt độ, ẩm độ và cũng như là sự khô hạn này thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt của nhiều vùng miền khác nhau. Miền Tây xử lý khác, thời gian khác, miền Đông và Tây Nguyên xử lý khác và thời gian khác. Thì chúng ta sẽ xem cái sự khác biệt này nó đến từ đâu. Kính thưa quý vị, thì với miền Tây thì chúng ta thấy là mùa mưa thì thường nhiệt độ sẽ thấp rồi, ở đâu cũng thế mà thôi, nhưng mà ẩm độ sẽ cao, đây là cái tình hình chung và sẽ rất là khó tạo khô hạn, bởi vì miền Tây thì đất đai thấp hơn, dễ bị ngập úng hơn, dễ bị lũ lụt hơn đó. Thì đây là cái sự khác biệt so với miền Đông và Tây Nguyên, tuy là cái nhiệt độ và ẩm độ nó cũng sẽ tương tự như thế. Ngược lại mùa nắng thì nhiệt độ cũng không cao lắm, có nghĩa là nếu như mà nhiệt độ để cho cây sầu riêng nó ra hoa thì đâu đó cũng cận Tết quý vị, thì lúc này thời tiết cũng khá là ấm áp rồi, cũng không quá gắt giống như là khu vực miền Đông. Ẩm độ thì chắc chắn là sẽ thấp rồi, bởi vì lúc này cái thời tiết đang rất là khô, cho nên là cái ẩm độ nó sẽ khá là thấp và sẽ dễ dàng tạo khô hạn hơn, bởi vì mùa nắng thì cái lượng nước chúng ta dễ rút đi và nó sẽ không có bị ngập do cái điều kiện của mưa.
Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là từ cái điều kiện này, nếu như miền Tây tạo sự khô hạn được trong khoảng từ 3 cho đến 4 tuần thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý ra qua sầu riêng thượng vụ được, và thậm chí nghịch vụ cũng được nếu như trong đường mùa mưa chúng ta tạo được sự khô hạn. Còn ngược lại với miền Đông và Tây Nguyên thì do cái lượng mưa vào cái mùa mưa nó quá lớn, quý vị, có nghĩa là nó có thể tạo ra một cái dòng chảy rất là lớn, ảnh hưởng đến kết cấu đất, và đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào tạo được cái sự khô hạn. Mặc dù là đương nhiên mùa mưa thì nhiệt độ thấp rồi, ẩm độ cũng đã cao rồi, nó cũng phù hợp với cái điều kiện xử lý ra qua rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào chủ động cái lượng nước đó được, cho nên thì chúng ta sẽ rất là khó xử lý trong cái điều kiện nghịch vụ. Ngoài ra thì đương nhiên nó sẽ còn một số yếu tố liên quan cái sự kết cấu của đất, sự thẩm thấu và cái chi phí về cái cách mà chúng ta, nếu mà chúng ta có đẩy bạc giống như miền Tây thì chúng ta cũng không thể nào áp dụng trên một cái diện tích lớn và cái địa hình như thế, thì cái việc đẩy bạc nó sẽ không thành công giống như miền Tây được. Bởi vì nước thì nó cứ ào ạt như thế thì nó sẽ phá đi kết cấu đất và nó sẽ có thể là nó dở cái bạc của mình đem đi luôn ha. Cho nên thì chúng ta sẽ không thể thực hiện cái công tác này gọi là chủ động và nó sẽ mang lại một cái thành công lớn giống như miền Tây được. Thì đương nhiên thì đâu đó thì chúng ta cũng đang nghiên cứu những cái biện pháp nào đó để thay đổi cái việc này, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa ghi nhận những cái công tác nào gọi là phổ biến, chi phí thấp mà vẫn mang lại một hiệu quả cao, thì chúng ta vẫn chưa làm cái việc này. Thì đây là những cái mà khác biệt mà chúng ta đang thấy ở cái thời điểm hiện tại cho cái mùa vụ sắp tới của mình, đó là năm 2024. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, sự khô hạn này là một cái yếu tố quyết định, cho nên thì cái việc phủ bạc thì đây là một cái kỹ thuật mà đã được khuyến cáo rất là lâu và đã được bà con chúng ta áp dụng khá là nhiều, và đương nhiên thì chủ yếu là áp dụng ở miền Tây mà thôi, giống như cái lý do vừa rồi mà chúng ta vừa mới chia sẻ cho nhau. Thì bà con sẽ thấy là cái mục đích chính của cái việc này là chúng ta sẽ giảm cái ẩm độ đất, bởi vì nếu như mà cái ẩm độ đất mà quá cao thì cái bộ rễ cây trồng nó sẽ tiếp tục phát triển và nó sinh sôi mới, thì chắc chắn là tình trạng đi đọt nó sẽ diễn ra và chúng ta sẽ không thể nào xử lý ra qua hiệu quả được. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là không cho nước mưa đi vào vùng rễ đó, bởi vì đi vào vùng rễ là tăng ẩm độ nè, rễ nó hút nước được là cái việc trao đổi nó sẽ diễn ra và nó sẽ không đi theo cái mong muốn của chúng ta là chuyển qua cái giai đoạn sinh sản, mà nó sẽ tiếp tục cái quá trình sinh trưởng. Rồi, về kỹ thuật đúng thì chúng ta sẽ có hai cách làm cho cái việc phủ bạc. Thứ nhất là bà con mình sẽ phủ lên trên mặt liếp, thì cái việc này sẽ áp dụng cho cái mô hình là bà con sẽ không có áp dụng xẻ mương, mà chúng ta sẽ dồn hết khu vực đất này cho một cái cây sầu riêng, thì chúng ta coi như chúng ta phủ riêng cái mặt mô của cây sầu riêng đó. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta sẽ che liều. Che liều là khi mà chúng ta áp dụng mặt mương, mặt liếp đầy đủ thì buộc chúng ta phải che liều để khi mà nước mưa nó nhiễu xuống thì nó sẽ theo cái trên lệch về cái độ cao này, thì nước nó sẽ đẩy xuống phía mương và nó sẽ không có động ở trên cái nền đất này. Thì nếu như động trên nền đất thì cũng có khả năng thẩm thấu qua, hoặc là nếu như cái bạc mình bị lũng chẳng hạn thì nước nó sẽ đi vào, thì cái cây đó nó sẽ không mang lại hiệu quả tốt. Thì hiện nay thì cũng có hai phương pháp này đang xen, mà hầu như thì gần đây thì bà con mình áp dụng che liều thì cái hiệu quả mang lại tương đối cao hơn so với biện pháp trước đây là chúng ta đậy sát mặt liếp. Và đương nhiên che mà có độ cao thì có thể là chúng ta sẽ tốn bạc nhiều hơn mà thôi. Và lưu ý với việc phủ bạc và tạo khô hạn thì đương nhiên rồi, chúng ta phải rút cái mực thủy cấp phải tốt, không để rễ cây trồng lấy được nước dưới mương đó, bởi vì ở dưới chân bạc, ở phía dưới chân mô, ở dưới sát mặt mương thì rễ vẫn có khả năng lấy cái lượng nước đó. Cho nên thì bà con mình phủ bạc và chúng ta phải phủ đúng kỹ thuật, che hết để rễ không thể nào tiếp xúc với nước, từ nước mưa cho đến cái mực thủy cấp thì không thể nào nó tiếp xúc được, thì như thế thì chúng ta mới tạo được khô hạn thành công. Và cái việc này nó phải diễn ra liên tục trong vòng từ 3 tuần thì cái cây sầu riêng mình nó mới có thể mang lại một cái kết quả tốt, đó là cái mắt cua nó sẽ hình thành. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì tuy nhiên là chúng ta áp dụng cái việc khô hạn nhưng mà do cái thời gian nó kéo rất là dài, và cái đặc tính của cây sầu riêng thì sau khi nó hình thành hoa thì nó cũng không thể nào đồng loạt 100% được, đó là trên cái cơ sở lý thuyết mà thôi. Trong thực tế thì nó có thể là nó cho mình 2 đợt, thậm chí là 3 đợt. Nhưng mà chúng ta sẽ mong muốn là cái đợt hoa nào nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ nhiều nhất, ví dụ như 60-70%, để chúng ta chăm sóc cái đợt hoa theo cái ngày của cái đợt hoa đó thì nó sẽ mang lại cái sự đồng loạt lớn hơn, và chúng ta sẽ chăm sóc cho cái quy trình trái sau này theo cái đợt hoa đó, thì chúng ta đang mong muốn là như thế. Như vậy thì chúng ta sẽ có cần một cái nhóm hóa chất nào đó để giúp chúng ta, thì mục đích của mình là gì? Thúc đẩy cái quá trình ra hoa, có nghĩa là nó sẽ tạo được nhiều hoa hơn và nó sẽ tăng được cái số hoa trên một chùm, để một cái đợt hoa nào đó nó sẽ cho mình một cái lượng hoa nhiều hơn, để chúng ta chăm sóc một cái đợt nào đồng loạt nhất thì chúng ta chăm sóc đợt đó.
chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian tạo cuộc hẹn. Đây là một điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với cái chuyển biến thời tiết như hiện nay thì chúng ta đã thấy rõ trong năm 2023, và năm nay thì năm 2024 thì cũng có một cái dự báo tương tự mà thôi. Việc rút ngắn thời gian tạo cuộc hẹn thì sẽ giúp cho bà con chúng ta tránh được rủi ro về mặt thời tiết, và cái mà chúng ta đang mong muốn hiện thời. Và hầu như thì cái việc xử lý giao quan nghịch vụ thì luôn luôn áp dụng cái biện pháp này rồi. Rồi, ngoài ra thì với cái việc chúng ta áp dụng hóa chất thì nó sẽ giúp cho hoa ra tập trung hơn, đồng loạt hơn, để chúng ta mong muốn là hoa sẽ ra một đợt nhiều nhất hoặc là hai đợt mà thôi. Đó thì chúng ta sẽ dễ chăm sóc hơn so với việc ra quá lọt sọt đến ba đợt hoặc là thậm chí nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ khó chăm sóc hơn. Như vậy thì cái hóa chất hiện nay thì bà con chúng ta cũng đã biết rất rõ rồi, chúng ta đang áp dụng cái Baclofen. Thì đây là một cái hóa chất chính mà chúng ta đang áp dụng trên cây sầu riêng. Từ việc chúng ta xử lý giao quả thượng vụ cho đến nghịch vụ thì đều áp dụng cái hóa chất này. Thì kính thưa bà con, thì việc sử dụng hóa chất Baclofen thì hầu như là với bà con chúng ta đã có kinh nghiệm thì chúng ta khá là rõ rồi. Còn với những người mà chúng ta bắt đầu xử lý giao quả cho năm nay và chúng ta đang có ý định xử lý cái hóa chất Baclofen thì bà con mình nên nghiên cứu kỹ về cái việc xử lý hóa chất này, về cái sự ảnh hưởng cũng như là nồng độ, vị trí phun, để tránh ảnh hưởng quá lớn với cái cây sầu riêng của mình, đặc biệt là với những cây tơ trong 1-2 năm đầu mà chúng ta bắt đầu để trái cho cây. Kính thưa bà con, thì về cách sử dụng cái hóa chất này thì chúng ta sẽ áp dụng sau khi chúng ta đã chặn đọt tạo mầm đầy đủ, có nghĩa là sau khi chặn đọt tạo mầm lần cuối, và chúng ta sẽ bắt đầu xiết nước. Thì cái ngày xiết nước này chúng ta sẽ tính là ngày số 1, thì đâu đó sau đó khoảng từ 7 cho đến 10 ngày, có nghĩa là sau lần chặn đọt tạo mầm lần cuối và xiết nước 7 cho đến 10 ngày sau thì chúng ta mới áp dụng hóa chất. Nghĩa là chặn đọt tạo mầm đầy đủ rồi mới áp dụng hóa chất, chứ không có áp dụng hóa chất trên nửa con đường đó. Và không phải là áp dụng hóa chất rồi thì quay lại tiếp tục chặn đọt tạo mầm thì nó cũng không phải là một cái phương pháp phổ biến. Như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng Baclofen và chúng ta sẽ phun vào vị trí những cái cành mà chúng ta muốn cây sầu riêng sẽ ra hoa cho năm nay và đủ sức để mang trái, thì chúng ta phun trên những cái cành đó. Và chúng ta sẽ phun sau lần chặn đọt tạo mầm lần cuối khoảng từ 7 cho đến 10 ngày, tùy theo cái biểu hiện của lá, biểu hiện của cây trồng và tình hình thời tiết, của chúng ta sẽ áp dụng cái Baclofen. Kính thưa quý vị, thì với cái liều khuyến cáo trên những cái tài liệu khoa học thì đâu đó khoảng từ 1.000 cho đến 1.500 ppm mà thôi. Nhưng mà những cái kết quả về thực tế sau khi chúng tôi tham khảo cũng như là tiếp xúc trực tiếp với bà con nông dân ở các vùng trồng thì thường hiện nay thì bà con đã áp dụng cái liều cao hơn so với khuyến cáo rồi. Đâu đó thì đã tới 1.500 ppm là liều cao nhất trong khuyến cáo khoa học rồi. Thì hiện nay bà con đã tăng lên tới khoảng 2.500 ppm rồi, thì liều cao nhất hiện nay là cũng đã 2.500. Thì cái này thì chúng tôi cũng mong muốn là bà con mình xem xét lại đúng cái tình hình thực tế của cây trồng của mình. Chúng ta xem xét nếu như lần đầu tiên chúng ta sử dụng Baclofen trên vườn thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái khuyến cáo khoa học và chúng ta phun đúng vào những cái vị trí cành mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta đã áp dụng hóa chất nhiều năm rồi thì buộc thì năm sau cái liều nó phải xem xét tương đối bằng hoặc là cao hơn so với năm trước, tùy theo cái điều kiện thực tế lúc mà chúng ta xử lý thì chúng ta mới xem xét một cái liều cao hơn mà thôi. Chứ cũng không nên là ngay từ đầu mà áp dụng một cái liều quá cao ngay thì nó sẽ không được tốt cho cái cây của mình. Rồi, kính thưa bà con, thì có thể là với một số bà con mà mình chưa có áp dụng cái liều BBM nhiều á thì bà con mình có thể gọi là khá là mơ hồ về cái cách tính. Thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ về liều lượng cho hai cái quy cách phổ biến cho thị trường hiện nay. Thì chúng ta thấy là sẽ có dạng dạng ký, có nghĩa là chúng ta đang nói tới dạng bột, và dạng lít, có nghĩa là chúng ta sẽ nói tới dạng dung dịch oxy. Thì thường phổ biến này bà con sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp cái Baclofen 15%, có nghĩa là chứa Baclofen 15% trong cái quy cách 1 ký. Thì cái liều này nếu như bà con mình áp dụng cho 100 lít nước thì nó sẽ ra liều là 1.500 ppm theo cái khuyến cáo khoa học. Rồi, nếu như bà con mình sử dụng dạng 1 lít mà nó chứa 25% Baclofen và chúng ta sử dụng chỉ có 100 lít mà thôi thì nó sẽ ra liều là 2.500 ppm. Còn nếu như bà con mình áp dụng cho 200 lít thì cái liều này chia làm đôi, đúng không? Thì nó sẽ là 1.250 ppm. Rồi, còn nếu như bà con mình cũng có trường hợp đó là chúng ta sẽ lấy bột chúng ta cộng với nước đó, thì lúc này chúng ta sẽ lấy 1 ký 15% cộng với 1 lít 25% và chúng ta áp dụng cho 1 phi 200 lít thì lúc này nó sẽ ra liều là 2.000 ppm. Thì đây sẽ là ba cái cách sử dụng phổ biến mà bà con chúng ta đang áp dụng hiện nay. Thì bà con mình có thể xem xét áp dụng theo cái phương án này nếu như chúng ta không biết tính cái liều BBM. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì trong cái điều kiện xử lý ra hoa thì chúng ta sẽ có việc có xử lý hóa chất và không xử lý hóa chất. Như vậy thì ở miền Tây thì bà con chúng ta xem xét những cái bước như thế này sau cái video trước. Nếu như chúng ta không áp dụng hóa chất Baclofen thì sau khi chặn đọt tạo mầm lần cuối
thì chúng ta sẽ xiết nước và chúng ta sẽ tính ngày đầu tiên đó, và chúng ta có thể xem xét đẩy bạc luôn đó. Rồi sau khi chúng ta xiết nước khoảng từ 5 đến 7 ngày thì bà con mình có thể là phun cái hóa chất phá biên chẹn. Thật ra là cái này là một cái bước kết hợp để chúng ta kích thích cái mầm chồi đã hình thành rồi, nó bật dậy và nó phát triển. Thì như vậy thì nếu như bà con mình áp dụng trong cái điều kiện này thì đâu đó khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần sau thì cái mầm hoa nó có thể nhú ra bên ngoài, mà chúng ta thấy là chúng ta gọi là nhú mắt cô. Bởi vì trong cái biện pháp mà chúng ta không có xử lý hóa chất thì chúng ta tạo mầm rất là sớm. Chúng ta đã tạo mầm khi mà mới mở có 2 lá mà thôi, thì chúng ta đã làm trong lúc đó rồi. Và kéo dài cho đến thời gian sau thì cái mầm hoa nó đã hình thành ở trong cây khá là lâu, cho nên thì chúng ta có thể áp dụng cái kali nitrat với liều khoảng 5g trên 1 lít và chúng ta phun sau khi mình xiết nước khoảng 1 tuần. Thì người ta đang mong muốn là sau cái biện pháp này thì đâu đó khoảng từ 7 đến 10 ngày sau thì cái mầm hoa nó sẽ phát triển và nhú ra bên ngoài, thì chúng ta gọi là hiện tượng nhú mắt cua ha. Đương nhiên nó không tới 3-4 tuần này đâu, nhưng mà có thể là do điều kiện chúng ta gặp mưa hay là những cái công tác mà chúng ta chưa xử lý được trong cái công tác le đọt thì nó mới dẫn đến cái hiện tượng này. Thì chúng ta sẽ xem xử lý cái việc này ở cuối video. Rồi, nếu như trong điều kiện mà con mình có xử lý hóa chất bắt lo thì cái công tác của chúng ta sẽ khác. Sau khi chúng ta chặn đầu tạo mầm lần cuối thì bà con mình xiết nước giống như phương pháp bên đây, nhưng mà chúng ta chưa đầy bạc. Sau khi xiết nước khoảng từ 7 cho đến 10 ngày thì chúng ta mới xem xét giữa điều kiện phun bắt lo và đầy bạc hoặc không nha quý vị. Có nghĩa là trong điều kiện đầy bạc hoặc không là tùy, nhưng mà chúng tôi đang mặc định đây là bà con mình có áp dụng biện pháp đẩy bạc đi, bởi vì cái thời tiết hiện nay thì nó cũng khá là căng rồi. Như vậy thì lúc này chúng ta đang quay lại câu chuyện cũ là phun bắt lo trước đẩy bạc sau, hay là đẩy bạc trước rồi phun bắt lo sau, thì cái này tùy theo bà con chúng ta ghi nhận nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta đẩy bạc trước, chúng ta phun bắt lo bên trên thì cái bắt lo mà nó gớt xuống đây thì nó sẽ gớt lên bạc, không gây ảnh hưởng đến đất. Nhưng mà như vậy thì cái sự kích thích với cái cây trồng nó sẽ không quá mạnh. Nhưng nếu như bà con mình không đẩy bạc mà chúng ta phun bắt lo trước thì bắt lo nó sẽ gớt lên trên nền đất và nó hấp thu qua rễ, thì nó cái sự hỗ trợ về bắt lo nó sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng đến đất đai. Thì cái này thì tùy theo chúng ta lựa chọn cái biện pháp mà chúng ta áp dụng mà thôi. Rồi nếu như bà con mình có áp dụng hóa chất thì cái thời gian xiết nước của chúng ta nó sẽ rút ngắn lại. Thì chúng ta cũng đang mong muốn là sau khi mình xiết nước khoảng 1 tuần chúng ta áp dụng hóa chất bắt lo thì khoảng 2 tuần sau nó sẽ nhú mắt cột đó. Thì đây là cái điều kiện mà chúng ta đang mong muốn là như thế, thì cái thời gian này nó sẽ ngắn lại so với thời gian khoảng 3-4 tuần so với điều kiện mà không có áp dụng. Rồi như vậy thì khu vực miền Đông và Tây Nguyên sẽ như thế nào quý vị? Kính thưa bà con, thì với miền Đông và Tây Nguyên thì hầu như là cái việc xử lý nó sẽ rất là đơn giản hơn so với miền Tây rất là nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta là sau khi mình chặn đọt tàu mầm lần cuối thì chúng ta sẽ lập tức ngưng tưới. Ở đây là chúng ta không dùng từ xiết nước, hay tẩy nước cho nó mà xiết không được, mình chỉ ngưng tưới thôi, không cung cấp nước cho cây nữa. Và để yên nó trong 5 đến 7 ngày sau thì bà con vẫn có thể áp dụng kali nitrat hoặc không áp dụng luôn đó. Miễn nó khô hạn, và nếu như nó lọt vào đúng cái điều kiện mà nhiệt độ khoảng từ 20 đến 22 độ C và ẩm độ không khí khoảng từ 50 đến 60 độ C là bảo đảm cho bà con không cần áp dụng kali nitrat, thì trong vòng khoảng 2 tuần cây của mình nó sẽ dần nhú mắt cột đó. Đó là cái điều kiện thuận lợi về cái mặt thời tiết là như thế, đặc biệt là với khu vực Tây Nguyên sẽ thấy rõ cái việc này. Rồi còn nếu như bà con mình muốn tập trung hơn, muốn cây nhú mắt cột sớm hơn, thì chúng ta có thể xử lý hóa chất bắt lo giống như trong miền Tây. Thì công tác của chúng ta sẽ là sau khi chặn đọt tạo mầm mình cưới, mình sẽ ngưng tưới y chang, nhưng sau đó 7 ngày thì chúng ta sẽ phun bắt lo đó. Phun bắt lo rồi thì với khu vực miền Đông và Tây Nguyên có thể là trong vòng khoảng từ 2 tuần là cây mình sẽ nhú mắt cột đó. Thì nên sớm hơn miền Tây một tí xíu và cách xử lý đơn giản hơn một tí xíu, hoặc là khi có xảy ra vấn đề gặp mưa, gặp hiện tượng le đọt thì chúng ta xử lý so với miền Tây cũng đơn giản hơn rất là nhiều về các câu chuyện liên quan tới kỹ thuật quản lý nước nòi. Rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan tới những cái vấn đề. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì đương nhiên thì tùy theo mỗi vùng miền, tùy theo điều kiện thời tiết, chúng ta sẽ không thể nào thuận lợi mãi mãi được. Những cái câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong thời gian qua, đặc biệt là với khu vực miền Tây gặp nhiều hơn, đó là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề trong các tầng mà chúng ta tạo khô hạn. Ví dụ như mưa thì có mưa nhỏ, mưa dầm kéo dài nhiều ngày, này là phương án này có thể gọi là bể luôn đó, phải xử lý lại luôn. Rồi cây có đi đọt thì tùy áp lực nữa, có thể nó đi một vài vị trí nào đó trên cây mà thôi, chuyện này nhỏ, hoặc là một cái vài cây ở cái khu nào đó nó dính nước nhiều nó bị, chuyện này cũng nhỏ. Nhưng mà nếu mà le đọt cả vườn chồi nó ra nó sáng trưng như thế này, có nghĩa là nó chuẩn bị hình thành một cơ đọt mới luôn, có nghĩa là thời gian qua chúng ta chặn đọt tạo mầm không thành công,
đi phân bón chưa đủ mạnh và bây giờ nước nôi có đầy đủ thì nó tiếp tục hình thành một cơ độc mới và nó không hiểu gì về cái câu chuyện xử lý ra hoa cả, thì coi như thì chúng ta sẽ rất là khó xử lý. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xem từng tự về phương án để xử lý cho cái việc này như thế nào. Bà con nào chúng ta chưa có kinh nghiệm xử lý ra hoa thì bà con mình xem kỹ phương án này nha quý vị, để chúng ta chủ động nha. Kính thưa quý vị, mưa thì nó sẽ có nhiều cái áp lực mưa. Ở mưa nhỏ thì mình xem xét mình phun chặn đọt lại thôi, bình thường. Chuyện này đơn giản rồi. Thì chúng ta luôn có tâm lý là sau khi chúng ta xiết nước gặp mưa phải phun chặn đọt. Chuyện này nhỏ, chúng ta phun chặn được liều bình thường mà thôi. Nghĩa là MKB rồi, phân ký cũng được rồi. Nhưng mà mưa dầm là buộc phải phun nha. Mưa dầm là không có xem xét như thế. Mưa dầm sao mưa dầm là phải phun liền. Còn nếu mà mưa dầm mà kéo dài nhiều ngày nữa, cái này khả năng thất bại của mình là nó cao luôn rồi. Thì chúng ta buộc phải đợi kết thúc cái việc này thì chúng ta mới phun được rồi. Thì buộc chúng ta phải chặn mạnh tay hơn. Và thậm chí chúng ta sẽ quýnh gớt luôn những cái đọt này nó hình thành mà nó nhú ra quý vị. Chúng ta sẽ quýnh gớt cái vị trí này luôn. Chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện này để dinh dưỡng nó không dồn và nó không ưu tiên cho những cái vị trí này. Thì mai ra chúng ta mới đẩy cái dấu hiệu chặn đọt tạo mầm trước đó thành công. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái giải pháp bổ trợ để giúp cho cây hình thành mắt cô, để cái đợt xử lý này phải thành công đó. Thì đây là những cái áp lực khác nhau ở trong cái điều kiện mưa. Rồi hiện tượng le đọt. Le đọt có nghĩa là bây giờ là nó đi đọt luôn rồi, nó đi luôn rồi, nhưng mà có chỗ thì nó mới nhú sáng sáng như thế này, có chỗ là nó mở lá luôn. Ví dụ như mưa liên tục kéo dài cả tuần, giống như những cái đặc bão vừa qua chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề buộc. Lúc này chúng ta phải kết hợp rất là nhiều giải pháp về chặn đọt mà phải liều cao đó, để buộc đánh phải đứng và phải kết hợp với tạo mầm lại luôn. Có nghĩa là bây giờ cây nó đã đánh một cái dấu hiệu về quay trở lại về cái chuyện sinh trưởng nè, cái chuyện sinh sản trước đó mình đánh dấu hiệu nó quên luôn này, cho nên là chúng ta phải đưa cái tạo mầm trở lại cho nó lần nữa. Rồi trong trường hợp này đương nhiên là buộc phải đánh gớt đợt này thôi, không cách nào cả đó. Thì chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện này. Đương nhiên nó sẽ cũng có rủi ro, đó là làm quá thì nó sẽ rụng lá nhiều và sau này cây của mình nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn thành công trong cái đợt xử lý này thì buộc phải làm được cái biện pháp này mà thôi, chứ không cách nào khác cả. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì trong cái điều kiện mưa thì chúng ta đã có mưa nhỏ nè, mưa dầm một ngày thôi, là mưa dầm nhiều ngày thì nó cái áp lực nó sẽ khác nhau, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái giải pháp chặn đọt. Ví dụ như chúng ta chặn đọt bằng MKB liều cao, chúng ta phun phủ lá thì có thể là chúng ta áp dụng từ 1 kg cho đến 2 kg tùy theo áp lực và một mình MKB mà thôi. Phương án 2 là chúng ta sẽ kết hợp với kali hữu cơ. Có nghĩa là bây giờ kali hữu cơ phun một mình 2 cho đến 3 cc trên 1 lít nước cũng được, hoặc là MKB một mình nó 1 cho đến 2 kg trên 1 phi 200 lít vẫn được, hoặc là chúng ta kết hợp MKB với kali hữu cơ để chúng ta đánh mạnh hơn nếu mà điều kiện mưa dầm. Rồi hoặc là chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn nữa, mưa thì dễ xảy ra bệnh thì thôi chúng ta phun phổ rộng bằng hexa, và đồng thời hexa phun liều cao cũng có khả năng ức chế chồi, cho nên thì ba giải pháp này nó sẽ bổ trợ lẫn nhau, thì chúng ta sẵn sàng cộng cả ba là MKB, kali hữu cơ và hexa là để chúng ta phun nếu như áp lực mưa quá lớn đó. Như vậy thì MKB chúng ta vẫn sẵn sàng cho 1 kg cho đến 1,5 kg, kali hữu cơ thì khoảng từ 2 cho đến 3 cc cho 1 lít nước, và cái hexa 11% thì chúng ta sẽ chọn từ 2 cho đến 3 cc cho 1 lít nước. Còn nếu như bà con mình chọn hexa 5, có nghĩa là chọn hexa 5% thì liều phải từ 5 cho đến 6 cc cho 1 lít nước. Đó là cái cách mà chúng ta áp dụng cho cái giai đoạn này. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta không có xử lý hóa chất thì cái việc mà chúng ta phun chặn đọt bên ngoài là buộc phải làm rồi, nhưng mà cái chuyện ở trong thân này mình có làm gì không? Có nghe quý vị, nếu như mưa cứ liên tục mà chúng ta phải phun chặn đọt nhiều lần rồi, có nghĩa là cái chuyện mà tạo mầm mà nó muốn quên luôn này, cho nên là chúng ta sẽ nhắc lại, nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái 10-60-10 liều cao khoảng từ 1 kg cho đến 1,5 kg cho 1 phi 200 lít, và chúng ta phun lại những cái vị trí mà trước đó chúng ta đã tạo mầm trong thân rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại cho nó một cái. Và nếu như trong trường hợp mà bà con mình không có áp dụng hóa chất bắt lo thì mầm hoa có thể là đã có hình thành trước đó, nhưng mà giờ nó đang ở trong chế độ miên chẹn, thì bà con mình cũng có thể kết hợp với kali nitrat khoảng 5g trên 1 lít, và chúng ta kết hợp chung với cái 10-60-10 để chúng ta phun lại cái vị trí trong thân này, để nhằm kích thích cái sự thức dậy của cái mầm hoa và cái thúc đẩy cái sự phát triển của nó. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì trong cái trường hợp thứ hai, nếu mà chúng ta có xử lý hóa chất bắt lo trước đó nhưng mà bây giờ cũng mưa liên tục, thì chúng ta có lên hóa chất lần 2 được hay không? Thì kính thưa bà con, việc này sẽ được xem xét
Tùy, có nhiều người thì người ta không muốn áp dụng lại cái hóa chất lần hai, người ta sẽ sợ ảnh hưởng đến cây trồng. Nhưng mà cũng có một số trường hợp bà con mình quyết tâm là chúng ta sẽ xử lý thành công trong cái vụ này luôn, thì bà con mình có thể xem xét phun lại cái hóa chất lần hai với liều là chỉ một nửa liều so với lần trước mà thôi. Đó, thì chúng ta sẽ áp dụng phun lại những cái vị trí mà trước đó chúng ta đã phun bắt lo lần một rồi, thì chúng ta phun lại. Và thậm chí thì bà con mình cũng có thể kết hợp luôn lần tạo mầm cũng được. Nếu như chúng ta đã qua 1-2 tuần gì đó rồi mà cứ gặp mưa, cứ gặp vấn đề hoài, thì bây giờ chúng ta quyết định là sẽ xử lý hóa chất lại lần hai, thì chúng ta cũng có thể kết hợp với lần tạo mầm để nó thúc đẩy trong cái quá trình tạo mầm đâu đó vẫn còn tiếp tục được, thì cái lần tạo mầm nó sẽ thúc đẩy quá trình đó. Đồng thời thì cái bắc lo nó sẽ kích thích lại cái sự hình thành mầm hoa thêm một lần nữa, thì cái việc kết hợp này nó cũng không hoàn toàn không có ảnh hưởng gì lẫn nhau, mà chúng ta có thể xem xét trong cái trường hợp đặc biệt này để chúng ta kết hợp dẫn được. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái hiện tượng le đọt hầu như là trong cái miền Tây thì mình sẽ gặp nhiều, nên một cái từ này cũng là từ miền Tây. Le đọt có nghĩa là nó nhú cái đọt mới sáng chồi lên, cái vị trí mà nó hình thành những cái chồi mới là nó sáng lên này, người ta biết nhìn cái màu sáng sáng là biết là thế nào nó cũng sẽ đi mà thôi. Như vậy thì chúng ta nhớ trong điều kiện mưa và le đọt của miền Tây, chúng ta lưu ý là phải thoát nước thật hiệu quả nha. Nó sẽ có 3 chữ không ở đây để cho bà con mình lưu ý: chúng ta không được để nước đọng lên trên mặt mô liếp và ở bên trên cái bạt này, chúng ta không để mực thủy cấp lên cao hơn vị trí chân bạt. Cái này là biện pháp chúng ta đẩy bạt thiếu kỹ thuật nè quý vị, lẽ ra là phải phủ xuống tới như này. Nhưng mà như thế này là nếu mà gặp mưa là những vị trí này nó nhận nước bình thường là cái ghế sầu riêng nó vẫn ra đây nó lấy được, biện pháp này sai. Mà nước mà nó lên tới đây nữa, đây là mực thủy cấp của chúng ta dâng lên đây là coi như là ghế cây trồng nó lấy được nước, là cái chữ không này mình làm không hiệu quả. Rồi, không để ghế hấp thu nước dưới chân mô liếp là cái vị trí này này đó. Còn nếu mà chúng ta phủ trước đây mà mực thủy cấp này chúng ta rút được, cái bạt nằm xuống tới dưới này là không cách nào nó lấy nước được cả. Còn trong điều kiện này là cái chữ không thứ ba chúng ta cũng không làm được luôn, là cái ghế nó sẽ ra đây lấy nước rồi nó xuống đây lấy nước luôn. Như vậy thì coi như là nó đi đọt, nó le đọt trở lại là điều kiện chắc chắn này. Thường cái việc này là do chúng ta không chủ động được, là mưa dầm quá nhiều quá dữ, lượng nước quá lớn, chúng ta không thể nào bơm kịp, mà nó cứ mưa liên tục, vừa mưa vừa bơm, vừa mưa vừa bơm, thì trong cái quá trình mà nó không có kéo được mực thủy cấp này thì rễ cái cây trồng của mình nó sẽ lấy nước được là như thế. Thì như vậy thì chúng ta phải buộc phải áp dụng những cái liều nó phải mạnh tay hơn và nó căng thẳng hơn, thì bà con mình xem cái phương án này. Kính thưa quý vị, thì trong điều kiện không có xử lý hóa chất thì chúng ta biết là le đọt là khả năng không thành công ở trên cái vườn của mình trong năm nay rất là cao, thì buộc chúng ta phải kết hợp. Lúc nãy là trong cái điều kiện mưa mà chưa le đọt là chúng ta xem xét thôi, xem xét là một trong hai, một trong ba hoặc kết hợp cả ba tùy. Còn bây giờ le đọt rồi là buộc phải cộng cả ba chứ không có xem xét gì nữa cả. Bà con mình có thể đưa MKB 1,5 kg, liều kali hữu cơ 3 cc cho 1 lít nước và Hexa 11 là 3 cc cho 1 lít nước, cộng cả ba này lại phải cộng mà thôi, và chúng ta xem xét lặp lại sau đó khoảng từ 5 đến 7 ngày là phải lặp lại, làm sao cho cái này nó phải đứng tối lại, hoặc là nếu như mà có bung ra rồi là cho mày rớt luôn đó, có nghĩa là chúng ta không cần cái cơ đọt này hình thành trong lúc này và phải cho nó rớt. Và đương nhiên không phải là trên vườn mình là tất cả nó đều le đọt như thế này quý vị, quý vị sợ là ảnh hưởng nguyên một cây rồi sau này mình kéo cây nó không ra, nó không không tới mức độ đó đâu. Có nghĩa là le đọt thì nó cũng một phần nhỏ nào đó thôi, trên vườn thì nó có thể ảnh hưởng tỷ lệ 5%, 10% hoặc 20% nào đó mà thôi, nhưng còn lại 80% kia nó buộc phải thành công bằng cái phương pháp này thì nó mới giữ được cái năng suất của cái mùa vụ này của chúng ta. Và còn cái việc kéo đọt sau đó, bây giờ đầu trái ra qua đầu trái trước đi, đến thời điểm đó tùy theo cái tình trạng sức khỏe của nó thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác để hỗ trợ tốt hơn, hoặc là sẽ giữ cái sức khỏe của nó ở một cái mức độ nào đó để sau đó chúng ta vẫn còn thể phục hồi được, và chúng ta sẵn sàng cho những cái cây đó mang trái ít lại. Còn những cái cây bình thường không có le đọt thì chúng ta áp dụng cái biện pháp này thì sẽ giúp cho những cái cây đó nó ra hoa tập trung hơn và nó vẫn đảm bảo một sức khỏe bình thường và không bị ảnh hưởng bởi những cái chất này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, còn nếu như trong điều kiện mà cái vườn bà con mình đã có áp dụng hóa chất bắc lo rồi đó, thì cũng sẵn sàng bà con mình xem xét phun chặn đọt ngoài lá bằng bắc lo luôn vẫn được. Có nghĩa là bắc lo vẫn là một giải pháp phun chặn đọt, nhưng mà với những cái vườn người ta không muốn xử lý hóa chất rồi thì người ta sẽ không ưu tiên xử lý bắc lo ngoài lá. Còn nếu như những vườn bà con mình đã có xử lý bắc lo rồi, đã có đại bạc rồi, thì chúng ta vẫn sẵn sàng xem bắc lo là một cái giải pháp để chúng ta chặn đọt ở ngoài bộ lá thôi mà thôi,
nhưng mà liều thấp nha quý vị. Liều phun trong thân thì 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, nhưng mà liều phun lá là chỉ có 500 mà thôi. Còn bây giờ lá đã già rồi thì chúng ta vẫn sẵn sàng phun để đánh vào những vị trí này cho nó ức chế cái vị trí này mà không cho nó phát triển nữa. Hoặc thậm chí là chúng ta có thể kết hợp với cái thuốc bệnh Hexa. Thì hai nhóm này thật ra thì nó chung cái nhóm Chiazone. Nhưng mà một chất thì được sử dụng theo một cái phương án là hóa chất ức chế. Còn Hexa thì ở một cái nồng độ nhất định nào đó của nó thì nó sẽ trở thành một cái loại thuốc bệnh. Thì chúng ta sẽ kết hợp hai nhóm này lại với nhau theo liều là bắc lo 500 ppm và Hexa khoảng từ 2 cho đến 3 cc cho một lít nước, và chúng ta sẽ phun phủ ngoài khu vực lá những nơi mà cái độc nó đang đi và sáng như thế này. Và đương nhiên thì không phải là chúng ta phun một lần mà chúng ta sẽ áp dụng bắc lo một lần đó mà thôi. Những lần sau thì chúng ta sẽ không xem xét bắc lo lặp lại mà chúng ta sẽ lặp lại bằng giải pháp của MKB và kali hữu cơ, giống như tương tự như những giải pháp trước mà chúng ta đã xem trong video này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì nếu như khi chúng ta đã xử lý hiệu quả hết tất cả những cái phương pháp này thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo khô hàng, và đương nhiên thời gian nó buộc phải kéo dài thêm rồi. Ví dụ như chúng ta siết nước khoảng 1-2 tuần chúng ta mới gặp cái điều kiện này, thì coi như là 1-2 tuần này là chúng ta bỏ qua luôn, chúng ta tiếp tục siết thêm 3-4 tuần nữa chẳng, ví dụ vậy. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi kết quả về nhú mắt cô. Ví dụ như là 1-2 tuần thì mới gặp mưa thì phải siết nước thêm 3-4 tuần thì nó sẽ ra là 5-6 tuần. Thì cái thời gian nó bị dời đi mà thôi. Kính thưa quý vị, thì trong cái điều kiện khó khăn hiện nay về việc xử lý cao quang thì mong muốn là sẽ cung cấp thêm cho bà con mình những cái giải pháp và những cái sự yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm và chúng ta áp dụng cái liều tương đối cao, thì bà con mình yên tâm hơn và sẽ mong muốn là bà con mình sẽ có một mùa vụ xử lý cao quang sầu riêng năm nay thành công và sẽ có một cái năng suất tốt và giá bán tốt. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình về chi tiết, các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.